từ một chiếc iPhone 13 Pro Max nguyên thủy như thế này, nó sẽ trở thành nên đẹp lộng lẫy và đẳng cấp sang trọng, đỉnh cao như thế này. Vâng, xin chào tất cả quý khách. Và hôm nay Kỳ Lăng tiếp tục quay trở lại với một chủ đề mà Kỳ Lăng đã từng làm một thời gian ngắn trước đây, cách đây không xa, mới đây thôi. Đó là chủ đề về chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max bản vàng khối đến kim cương. Thì tiếp tục ngày hôm nay, sau chủ đề đó thì khách hàng đặt hàng tiếp Kỳ Lăng một phiên bản iPhone 13 Pro Max full vàng khối đến kim cương nữa. Và phiên bản này là cũng là khách hàng đã đặt luôn. Sau khi nhận hàng sản phẩm đầu tiên thì khách hàng quá thích và quyết định đặt thêm một sản phẩm nữa để tặng bà xã, và cuối cùng Kỳ Lăng đã hoàn tất. Và phiên bản này thì y chang phiên bản trước, nhưng mà nó khác một điểm để mà phân biệt cái nào là cái trước, cái nào là cái sau. Ví dụ như hai vợ chồng đang sử dụng đi thì nhìn vào mặt sau có thể phân biệt được máy nào là của chồng, máy nào là của vợ, đúng không? Thì điểm khác biệt duy nhất đó chính là ở cái viền đây. Cái trước khi Kỳ Lăng đã bàn giao cho khách rồi, cái đó là cái viền màu đen, còn đây là viền màu trắng. Đó là điểm khác biệt để mà so sánh phân biệt hai cái trước sau của người nào và người nào. Ok, thì bây giờ Kỳ Lăng sẽ cho cận cảnh cái phần vỏ Kỳ Lăng làm. Toàn bộ Kỳ Lăng đúc bằng vàng khối hết, rất là dày, cực kỳ dày luôn. Đây, và mình sẽ cho quý khách xem độ dày. Kỳ Lăng sẽ đo độ dày của cái sườn bằng vàng khối nha. Độ dày tới 1 ly 39, rất là dày, vàng nguyên khối AU750 18K. Và cũng như cái trước Kỳ Lăng đã hoàn tất và bàn giao cho khách hàng, thì cái này cũng như vậy, hoàn toàn làm y xì y chang như vậy luôn, là đúc bằng vàng khối đến kim cương, xong rồi đưa bộ logo mà Kỳ Lăng đã thiết kế tặng khách hàng làm bình nhà đất này vào đây. Tức là logo này của làm cho khách hàng tên là Mai Dũng nhà đất, thì Kỳ Lăng thiết kế là cái logo MD, và logo có con ngựa, hình con ngựa trên, thể hiện cho sự mã đáo thành công trong ngành nhà đất Mai Dũng này, và chữ Mai Dũng ở dưới. Và trên toàn bộ cái logo này và cái tên chữ này có đến toàn bộ kim cương thiên nhiên, và tương tự những nút âm lượng, nút bấm, nút nguồn đều là vàng khối và đính kim cương hết. Kể cả cái khay sim này cũng đúc bằng khay sim bằng vàng khối luôn. Thì lát nữa Kỳ Lăng sẽ cân trọng lượng cho khay sim này cho ông khách biết là bao nhiêu vàng. Rồi, và bây giờ mình cân thử trọng lượng vàng của cái khay sim này là bao nhiêu nha. Ok, 2g. 2g tương đương với là hơn nửa chỉ một chút. Hơn nửa chỉ, hơn 5 phân. Thì mấy cái nút này thử. Thì tổng cộng là 4g, là hơn một chỉ. Hơn một chỉ, nếu mà để cái máy này vô luôn thử là bao nhiêu. Cái này thì do lý do là nó có bên trong là sườn thép nữa nha. Thì Kỳ Lăng cộng hết, căng hết xong trừ ra là sẽ ra số vàng. Hiện tại á là 236g tổng tất cả mọi cái. Tất cả chi tiết là 236g. Và tổng trọng lượng mà Kỳ Lăng căng luôn, kể cả toàn bộ phần vàng nguyên khối và cái sườn bên trong, luôn những cái núm nút các kiểu như thế này, thì nó là 236g. 236g thì nó tương đương với là 6 lượng 2 máy, gần 6 lượng 3. Và lấy 6 lượng 3 đó trừ cho cái phần thép bên trong của cái máy này là 1 lượng 8, thì còn tương đương với 4 lượng rưỡi. Vậy tổng trọng lượng vàng của cái máy iPhone Kỳ Lăng đang làm cho khách hàng là 4 lượng rưỡi vàng. Ok, và bây giờ Kỳ Lăng không làm mất nhiều thời gian của khách nữa, Kỳ Lăng sẽ tiến hành đập hộp cái iPhone. Vâng, và đây là chiếc iPhone 13 Pro Max bản Mỹ 1TB, bản maximum lẫn lớn nhất, và hiện tại là khuôn hộp chưa đập hộp. Bây giờ Kỳ Lăng sẽ khuôn hộp và ATI. Đây, chưa có khui hộp. Đây mình khui hộp luôn nè. Đó, Kỳ Lăng mới khui một tí thôi. Mình khui nè, còn nguyên keo nè, còn nguyên siêu nè. Đó, mình xé ra nè. Xé ra. Còn dính keo nè.
Hiện tại là nguyên siêu nha, nguyên hộp nha. Rồi, đây là một con máy mới tinh, mới 100%. Mới vừa đập hộp tức thì, mới vừa đập hộp tại chỗ và chưa lột cái siêu ra. Vâng, và chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 1T bản Mỹ đã hoàn tất kiểm tra. Và bây giờ Kỳ Lăng sẽ tiến hành mời quý khách qua khu kỹ thuật của Kỳ Lăng để Kỳ Lăng tiến hành thay bộ vàng, bỏ vàng khối đính kim cương vào. Và bây giờ hiện tại là nó như vậy đúng không? Một tí nữa sẽ như vậy. Đây, từ một chiếc iPhone 13 Pro, nguyên thủy như thế này, nó sẽ trở nên đẹp lộng lẫy và đẳng cấp sang trọng đỉnh cao như thế này. Chỉ trong một tí nữa thôi, Kỳ Lăng sẽ tiến hành ngay. Vâng, và mời tất cả quý khách theo Kỳ Lăng. Và để bắt đầu tiến hành lắp ráp thì Kỳ Lăng sẽ theo nguyên tắc cơ bản. Thì Kỳ Lăng sẽ theo nguyên tắc tiêu chuẩn nghiêm ngặt bên Kỳ Lăng, đó chính là bắt buộc cho dù Kỳ Lăng hay là bất kỳ, cho dù là Kỳ Lăng hay là bất kỳ bạn thợ nào ở đây đều phải tháo hết nữ trang ra để mà tiến hành làm. Đó là nguyên tắc. À, cỡ vết luôn bạn nhớ ha. Ok, cỡ vết luôn cho nó ra một người thợ đó. Ok, vâng, và như vậy là Kỳ Lăng đã hoàn tất được 100% ráp chiếc iPhone bằng khối đính kim cương iPhone 13 Pro Max bản 1T bản Maximum bản Mỹ quốc tế. Thì khi đã hoàn tất được thì Kỳ Lăng cũng đã thay được bộ đồ chỉnh chu để đi bàn giao cho khách hàng. Tết rồi, năm mới rồi, Kỳ Lăng cũng muốn phong thủy nó đỏ rực một chút nên Kỳ Lăng bạn một bộ đồ vest rất là hợp với dáng mùa xuân năm nay. Và đi vào vấn đề chính đây. Wow, bây giờ Kỳ Lăng lột ra nha. Kỳ Lăng sẽ khởi động lên cho quý khách xem. Camera, xin mời camera đi chi tiết vào những cái phần mà đẹp nhất. Nói chung là cái nào cũng đẹp hết, nên mà em sẽ đi hết cho anh từ tất cả mọi góc cạnh chi tiết. Đặc biệt là cái con ngựa này nè, mã đáo thành công này nè, đi sát ống kính vào chúng ta sẽ thấy là có những cái tia nó chiếu, có nghĩa là con ngựa này nó đang phi một cách rất là, hoặc là rất là năng lượng. Thấy không, thấy không? Tại vì thiết kế được như thế này rất là khó. Một con ngựa nổi lên bình thường, nhưng mà làm sao để người ta nhìn vào á mà người ta thấy được con ngựa này giống như đang phi một cách rất là tích cực năng lượng để thể hiện sự ma đáo thành công, thì con ngựa nó phải ra được cái sức, gọi là ra được cái tỏa được cái năng lượng đó cho mọi người xem được. Đây, nhìn những góc cạnh nó chiếu kết hợp với cái nền bằng vàng ở dưới là chảy tia, cho nên là ở trên con ngựa là bóng. Và khi con ngựa nó chiếu xuống những cái chẻ tia xuống dưới cái nền bằng vàng khối này, chúng ta sẽ thấy lấp lánh hào quang tỏa ra, phát ra từ cái sự mã đáo thành công này. Tức là không phải là một con ngựa bình thường mà nó khi người nhìn vào được sẽ thấy được tỏa ra một cái hào quang của một cái năng lượng rất là tích cực và cực kỳ năng lượng. Nó chiếu chẻ tia ha, rất chiếu ha, nhìn nè, nhìn cái đầu nè, nhìn xung quanh nè, nhìn những cái chỗ cái đuôi, cái chân nè. Thấy nó chiếu không? Thấy không? Camera thấy không? Ok, rồi, rất đẹp. Và toàn bộ logo đúc bằng vàng nổi đính kim cương, chữ tên Mai Dung đính kim cương luôn, Mai Dũng.
và những cái nút bấm đều là vàng cố đính kim cương. Kỳ Lân đang acti lại cái máy, sau khi làm xong Kỳ Lân reset và acti lại cho khách hàng, xong Kỳ Lân nghiệm thu lần cuối cùng và reset lại để đến tay khách hàng và khách hàng tự acti lại. Rồi, mọi quá trình kiểm tra sơ bộ đã hoàn tất và bây giờ Kỳ Lân sẽ vệ sinh cho mới lại, tại vì cầm vô nó có vân tay nên Kỳ Lân sẽ làm cho mới hết lại và đóng vào hộp để đi bàn giao tặng nơi cho khách hàng tại Bà Rịa tiếp một lần thứ hai về sản phẩm này. Khách hàng đã đặt đây là cái thứ hai và sản phẩm này mới vừa ra thôi thì khách hàng đã có được một cái, một trong những cái đầu tiên, và biến nó thành vàng nguyên khối thì nó là cái duy nhất. Và tiếp tục một cái duy nhất đó, khách hàng muốn thêm một cái nữa để tặng cho bà xã, thì cuối cùng Kỳ Lân cũng đã hoàn tất được 100% cái siêu phẩm iPhone 13 Pro Max bản mới nhất, bản cao nhất, bản 1T, bản Mỹ, quốc tế. Rồi bây giờ Kỳ Lân sẽ tiến hành đi xuống và làm thủ tục để đi bàn giao. Xin mời theo chân Kỳ Lân nhé.